À, xin chào các bạn, hôm nay mình xin quay một cây nằm trong dòng họ Dương Sĩ. Nó cũng nảy con theo cái bay không khí để nó ra con. Đó là trong dân gian chúng ta hay gọi cây này là cây ổ, ổ phụng các bạn ha. Ổ phụng tức là nó cái ổ có nghĩa là nó có thể là đẻ giống được. Và cây này cái lá nó giống như cái đuôi con phụng, tôi gọi là ổ phụng. Thì cái đây là một cái dạng cây khổng lồ, một cây khổng lồ. Nó một dạng giống như chúng ta hay gọi là cây Dương Sĩ hay là cây Dớn đó. Thì Mai Quy cũng không có thể chuyên sâu về cái dòng này nên Mai Quy không rành. Nhưng những cây này được trồng những nơi làm tiểu cảnh rất là nhiều. Và nó chịu với khí hậu là mát, nắng chứ không phải nắng gắt. Chúng ta thấy là một số cây bị nắng gắt nên lá nó cháy nè. Nó làm xấu cây ủ lắm. Còn đây là cái sản phẩm Mai Quy muốn giới thiệu chính. Đó là cây dạng ổ phụng nhưng lá đột biến, nó dúng rất là đẹp như vậy các bạn, chứ nó không phải là loại lá thẳng và nó sẽ lớn ra như cây này. Trồng vô trồng to nó sẽ lớn ra và lá nó sẽ dúng như vậy. Nó chúng ta nhìn giống như cái búp rau vậy, đúng không ạ? Giống như mấy cái cây rau mà dạng Đà Lạt á, cái búp đó, nó rất là đẹp. Và cây này nó ăn tiền ở chỗ là cái lá nó xanh mơn mởn, bóng lưỡng, non và nó rất là nhiều lá và nó tạo cái tiểu cảnh rất là tốt. Thì cái cây dạng mà như dây thì là chúng ta trồng cũng khá lâu, tất nhiên từ nhỏ về trồng lớn thì khá lâu. Nhưng về cách trồng thì rất là đơn giản các bạn. Các bạn có thể trồng bằng dớn, trồng dớn mềm, trồng dớn cọng, trồng vỏ thông, trồng đất cũng cây vẫn phát triển tốt. Đây, hiện tại họ đang đắp đất vô cái gốc cây các bạn. Đó. Và quan trọng là phải giữ ẩm tốt cái bộ gốc thì nó lớn rất là nhanh nha các bạn. Với khô là nó chậm là không biết phát triển luôn. Nên chúng đem để ngoài nắng là không phải là cách tốt nhất. Muốn cho cây này là khổng lồ thì chúng ta phải để cái khí hậu gọi là mát. Thì qua cái cây dạng dớn về ổ phụng mà dạng đột biến này thì Mai Quy muốn giới thiệu và giá rất là rẻ, cực rẻ để chúng ta mua về chơi. Đóng hàng đi về trồng để chúng ta trồng ra được những cây tiểu cảnh đẹp. Nhiều khi chúng ta trồng lan, trồng kiểng nhưng mà kiếm một những cây mà dạng mà như vậy không ra các bạn. Mình thấy trồng những cây này nó cũng có cái giá trị đem lại màu xanh thật là tuyệt vời cho cái vườn chúng ta. Và khi trồng lớn thì nó sẽ được cái nhân giống, bay giống khắp vườn và nó ra một cái giò khổng lồ như vậy thì tuyệt vời, đúng không ạ? Mà đặc biệt là cây này là cây đột biến nữa. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Mai Quy hẹn gặp bạn trong những đơn hàng tại trang web siêu thị hoalan.com. Nếu chúng ta có nhu cầu mua lan hay là mua những cây dạng Dương Sĩ ổ phụng như vậy. Cảm ơn các bạn đã xem video từ nãy giờ. Mai Quy cảm ơn và xin chào các bạn nhé.